nè, là bạn gái của anh nha. Trời ơi, nói như vậy không có được đâu. Bây giờ phải làm sao? Nghe kỹ nè, nắm tay cô ấy rồi nhìn thật sâu vào mắt cô ấy một cách chân thành, nói là anh yêu em từ lâu lắm rồi, chúng mình hẹn hò nha. Thôi không được đâu, nổi cây da gà nè. Tin tôi đi, nhất định là cô ấy sẽ đồng ý. Chắc rồi nha. Ừ, ok, lần này mà thành công tôi mời bà đi ăn một bữa. Ok. Nè, làm mẹ gái của anh đi, anh thích em lâu rồi, mình đi với nhau nha. Ủa, hồi nãy mà nói chắc chắn là sẽ đồng ý mà. Vậy thì ông mới mời tôi đi ăn một bữa nha. Ok, sau này em đi chợ anh nấu cơm cho em ăn được không? Mọi người bấm đường link trên trang cá nhân để xem những món đồ Gia Lâm sử dụng trong video nhé.